Alo, vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu bản lề ở trong xuyên đấu đầu tiên thôi. Bên kia là Kata và Summer, còn bên này thì là Seng và Roman. Seng Roman. Ôi rồi, quân là lợi thế hơn khá nhiều. Và từ cái lợi thế này thì vẫn cố gắng giành lấy trận thi đấu bản lề. Vâng, bãi quả đầu là hơi xấu. Không hiểu tại sao từ nãy giờ vâng không nô một thì ngăn đi. Liên tiếp vấp phải những cái bãi quả đầu rất xấu. Còn Tom Cruise thì cứ ngồi bên cạnh và ngáp. Đã buồn ngủ ngồi bên cạnh còn kích thích ngáp căng cỏ. Và màn hình máy của cái thủ ăn đi tiếp thôi. Vâng, tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu rồi thôi. Một trận thi đấu mà vâng ép đầu thiết kế đánh theo kiểu bài Việt Nam thôi. Vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay thì Hồng Anh cũng đã thi đấu với lại game thủ Tiểu Hiệp của Trung Quốc. Một kết quả khá khả quan dành cho vâng game thủ đến từ GDV, game thủ trẻ đến từ GDV. Cả hai kèo đấu em đều bị dẫn trước nhưng vâng lần lượt gỡ hòa và đều giành được phần thắng Trung Quốc. Mười sáu trên 20 là tham lai lúc này đến từ cầu thủ Gunny. Vâng, như vậy là nô 1 cũng sang đây và đóng BS đầu ở đây. Cái gì này không biết là rời. Vâng, màn hình máy của cái thủ nô 1 xem 23 trên 24 dành cho Roman. Vâng, như vậy là bãi quả thêm ở phía trên một đàn hiêu nữa. Căng cò rồi. Và một bầy hiêu sát với bãi vàng. Và một bãi quả phía dưới nữa nhưng tài nguyên làm sao không hiểu làm sao nó có một cái vấn đề gì đó mà nó không được nuột nà. Và cái bầy hiêu thì là sát vàng nhưng mà phóng đóng chiếc BS xong thì ăn vàng cũng khó. Và cái bãi quả thì là nó lại dốc rách. Nói chung là khá khó khăn. 25 trên 28 là tham lai hôm nay đến từ đối thủ No 1. Không hiểu Seng có dám đánh cung bài này hay không. Tôi nghĩ rằng khả năng đánh cung của Seng là hơi thấp. Đây là màn hình máy của game thủ đây là màn hình máy của thủ Gunny. BB cũng đã được thiết kế rồi. Bãi quả phía trên Gunny cũng là người đang ăn. Đây là BA, như vậy là vẫn đánh cung BM và BA. Thi đấu với một Kata. No 1 là người cầm Roman. Kata Summer hơi căng. Tiếp tục đến màn hình máy thủ No 1 thôi. 25 trên 28 là tham lai lúc này. Đàn ông nhà điều kiện nhưng một trận mà Roman kích đời không được như ý muốn. Vâng, BM và B. Vâng, một bài Roman không có gỗ. Bây giờ tôi mới để ý trên màn hình một bài Roman không có rừng. Oh no.
Roman và Seng, nhưng Roman không có rừng, ăn chung rừng với Seng, còn Seng thì là người đánh cung R càng vô cùng. Kata và Summer, đây là trận thi đấu bản lề. Vâng, như vậy là giò bắt đầu sản ra, đẩy xuống dưới góc. Đây rồi, như vậy gặp ngay giò của Kata trong tình huống này. Vâng, chỉ có giò Kata thôi, bên kia Summer chắc chắn phải cùng. Ủa không, bắt đầu phải trả rồi, bắt đầu phải trả. Có cái công dành cho Kata và cũng có cái công dành cho Roman. Còn lại, vâng, giáp thì vẫn đang trắng tinh và chưa có ý kiến gì. Hai chiếc BE để kín một mặt bãi vàng phía bên này. Còn ở phía dưới thì cũng phải chờ. Ôm gỗ và đắp P. Vâng, muốn đắp P thì như vậy là bắt đầu bị công kia. Vâng, một cái móng quá nhạy cảm trong tình huống vừa rồi. Chỉ cần khẽ một cái là cái móng nó sẽ vâng tan tành với khói. Vâng, ba chiếc BE là nhanh để kín được bãi vàng ở phía bên này. Vâng, như vậy là Gunny là người phải hứng chịu con giò ở phía trong. Còn Nobot là người vâng chốt E và chủ động đóng P thôi. Không đóng P à? Gỗ để bò bế là mất quá nhiều. Bây giờ thì vẫn rất mất tay với lại Kata. Không có liệu pháp gì chống lại Kata ư? Vâng, 27 trên 60 là tham ai hôm nay. Và màn hình máy của game thủ Gunny xem 28 2A phía trong, 2A phía ngoài. Như vậy là cả hai người bên kia cùng đánh chém. Summer cũng chém và Kata cũng chém. Như vậy nếu cánh rừng này bắt đầu thưa dần thì có lẽ là Gunny sẽ là người chủ động chuyển cung A. Cánh rừng ở phía trên bắt đầu thưa. Bãi vàng đều có ở phía trong hay không? Dường như không có, nhưng Noble sẽ là người chủ động bơm vàng để cho Gunny có thể lên được cung A. Bên kia hai người cùng đánh chém, khi mà lên được cung A thì mọi thứ sẽ được giải quyết một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Và cùng chém thì cùng lạc đà, cẩn thận dãy hàng BE mỏng này. Chỉ có một dãy thôi, chỉ có một lớp thôi. Chính xác là chỉ có một lớp thôi, hãy để ý điều này. Có những con cung R, đừng để nó nổ. Bởi vì nổ là sẽ tiếp cận được vào ruộng. Lùi những con cung R có khả năng những con chém có thể áp sát vào. Không, như vậy hai con cung R này chưa kịp lùi. Lạc đà đang sản ra là cực kỳ đều dành cho van lớp, và một khi van lớp có ruộng và sản lạc đà thì đừng hỏi. Vâng, đừng hỏi tại sao. Lạc đà của He cũng không phải là ít, nông dân của He thì vẫn đang chơi nguyên. Đây là một tơn mà. Tôi cũng sợ thế trận lúc này là một thế trận không phải là ưu thế. Có lạc đà ra, có phủ ra ở nhà. Và bây giờ thì bắt đầu cắm một đi, nhưng van lớp sẽ là người chuyển cung ngay sau đây. Có bánh xe và sẽ chuyển cung ngay sau đây. Chốt E vào thì hơn, không việc gì mà phải khổ sở để làm cái gì. Như vậy là nổ E phía bên ngoài và cẩn thận. Hơi tủ. Gỗ thì đang còn nhiều, tại sao không chày cối mà sửa. Bây giờ thì bơm vàng cho Gunny. Và Gunny là người chủ động lên cái giáp 4 trước, nghĩ đến chuyện cung A sau. Màn hình máy tiếp tục Gunny. Tham lai 44 rất tham lai hôm nay. Chặt gỗ 2 chưa? Như vậy là dường như là chưa chặt gỗ 2. Vẫn đang ổn nguyên dành cho He. Và He vẫn đang ổn nguyên. Vẫn chủ động lên cái đào vàng. Bắt buộc phải chuyển cung A thời điểm này thôi. Và nếu mà bị phát hiện bãi vàng ở phía ngoài, dường như mọi thứ sẽ chấm hết. Vài có y thủ, nhưng một y thì chưa nói lên được điều gì. Kể cả tầm này y có giáp 2 thì cũng chưa thể nói lên điều gì. Và lớp là người sẽ chủ động chuyển cung R, thậm chí kẹp cả K nếu thấy cần thiết, bởi vì đơn giản và lớp là người chưa tiến dân. Đây màn hình máy của tuyển thủ, vâng, đây màn hình máy của tuyển thủ No 1. Hôm nay tụt xuống còn 25, chưa ăn được một đống dân nào của thủ văn lớp. Khoai, thế trận bây giờ bắt đầu khoai dần dần. Có những đông dân đi giạt sát mép bản đồ để có thể vâng cắm mi. Có lẽ là cắm mi. Không, tham lai vẫn bị đè khoảng 55 và 45. Tất nhiên là hơi nhỉnh một chút thôi. Mất luôn con ngựa giỏ, xem như mù luôn mặt kính. Trận đấu đang diễn ra quá căng thẳng. Và trên khung chat không có ai comment. Tôi đã bảo rồi mà, kiểu gì cũng có một thời gian nó diễn ra cực kỳ căng thẳng. Và
Đó, người xem thì rất nhiều, những người comment dường như là không có. Đơn giản vì tính chất căng thẳng của nó. Bây giờ thì cung Nga đã là hai áo. Vâng, trong có, ngoài có và dường như là đã ra 4. Chúng ta cùng xem màn hình máy thủ Gandhi để biết được điều đó. Vâng, không để ý đợt này. Vâng, Văn Lớp đã chuyển cung rồi. Vâng, Văn Lớp đã chuyển cung rồi. Và bây giờ thì mặt phía bên này thì những con lạc đà của thủ Ehe đang đảo như răng lạc. Còn mặt phía bên kia thì những con lạc đà với số lượng siêu siêu đông đến từ cái thủ Van Lớp đang đứng chờ trực. Đây là một tên ma không cẩn thận chết chặt. Khoai, nói chung là khoai hết gỗ. Lủng luôn. Cung A đi lỗi luôn. Khó rồi. Khó rồi. Tôi bảo rồi, một chiếc Y nó chỉ mang tính chất minh họa thôi. Cung A được lên hơi muộn. Cung A lên hơi muộn. Nhưng sớm hơn thì có lẽ mọi thứ đã khác. Cung A là hơi muộn. Bây giờ Thanh Lan tụt xuống còn 32. Và vì sai thôi. Tỷ số 2-1 cho cặp đôi Van Lớp Hè. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu chung kết đầu tiên của Gandhi và cái thủ No. 1 ngay sau đây thôi.